chào mừng tất cả các bạn đến với channel nắng ấm của tôi nha. Mình lại quay cảnh thu hoạch lúa quê mình nha các bạn ơi. Giờ mấy cậu lúa mang lúa vào bãi dắt nè. Chắc ra là được rồi các bạn. Chút nữa ghe nó lại thì mình chỉ cần dát xuống cân rồi dát xuống dưới ghe thôi. Rồi bây giờ là mình sẽ chạy ra ngoài kia, mình sẽ quay cho mấy bạn xem về cảnh máy cắt lúa 70 nó thu hoạch lúa nha. Sát máy vườn. Con này là chiếc bà rộ 102. Bây giờ là nó đậu rồi nè. Nó cắt xong nó đậu rồi nè. Cũng còn rất là mới các bạn. Giờ mình đi ra ngoài này mình quay cho mấy bạn xem nè. Ôi, miếng này nó lung mỏng mỏng luôn. Rao máy rồi. Châu đi bắt cá đó các bạn, cá với ếch với chuột nè. Mùa này chỉ có nhiêu đó, chuột nó ít, chủ yếu là ếch với cá thôi. Đó, chuột nào thấy không các bạn?
bắt à. Đẩy ra. Quá. Wow.